Nhân. Dậy. Sắp tới giờ thu hình vẫn còn nằm đây. Hả? Gọi điện không bắt máy nữa. Tôi xin lỗi, điện thoại hết pin. Để tôi gom đồ rồi đi. Thôi khỏi, tôi lo hết rồi. Cảm ơn ông. Tại hồi trưa nay Phương Thủy ép uống nhiều quá. Có ngày á, con nó còn ép uống thuốc độc. Nó bậy, bữa nay sinh nhật Phương Thủy. Đi. Nhân xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Nam Top Song. Những bản hit, những ca sĩ hot nhất Việt Nam sẽ lần lượt đến với chúng ta trong chương trình đặc biệt thế này. Em, dạ. Mình ra bàn đi. Ok. Mệt quá à. Em, sao không ra nhảy cho vui? Chờ người nơi ấy. Ê, cái chàng của mày buồn quá vậy. Tình nhân của tao đang bận nhiệm vụ tiếp rồi. Nhưng chừng nào có ảnh á, mày tin được tao giúp hết. Anh biết là bồ của em á, tao giúp rồi. Nhưng mà phải ưu tiên sinh nhật cho bạn gái chứ, đúng không? Chị cuối tuần này nhân viên đi mang tiếp rồi. Quà sinh nhật như vậy là quá mê ly luôn. Chủ qua có chừng khóc nha mày. Tình nhân của mày là nổi tiếng bay bướm đó. Thì tao cũng bướm. Bướm bay với bướm. Ý, đi đâu vậy? Sáng nay anh nói tụi em đi ăn sáng mà anh đi đâu vậy? Lòng mới nhất, sáng nay phải họp ekip nè. Ừ. Tối hôm qua mình đi chơi khuya quá. Em ráng ngủ thêm chút xíu nữa đi. Rồi về chuẩn bị đồ đi mình đi. Nha. Hỏi chuẩn bị anh đi tới đâu mình chuẩn bị tới đó. Em đó. Lúc nào cũng tạm bỡ. Còn anh bền vững hả? Nếu mà anh bền vững á, thì tại sao bây giờ Phương Thùy chứ phải là phu nhân của Tùng Nhân? Thôi anh đi trễ rồi. Ok. Nhưng mà anh cho em 2 tờ để mua đôi bớt mới để giả mang nha. Anh đã nói rồi, muốn bền vững thì đừng có phung phí ha. Anh không phải đại gia. Spa còn sang hơn đại gia nữa. Mới tháng rồi mua đôi mua gì nữa. À, không biết gì hết. Mua bút mới mình sẽ có cảm giác mới dù đi trên đường cũ. Với lại em không thể nào thua Angel Hằng được. Nó có gì hơn em đâu. Mặt thì tạm tạm nhưng chân thì khèo khèo. Thôi ha, đừng có mà chỉ trích người ta. Em làm gì em cũng nói đừng. Đừng lãng phí, đừng xe xua, đừng lắm chuyện. Em chán cái chỗ đường qua lắm rồi. Tại sao anh không bao giờ nói với em là mua đi em, chơi đi em. Cái điều này em bay á. Bay đi em. Muốn phát triển sự nghiệp mà suốt ngày cứ xà nèo với anh Bèo, tiếng sao nổi. Can thiệp quá xa rồi đó. Chuyện riêng của tôi chưa bao giờ ảnh hưởng tới công việc. Thì tôi nói vậy thôi. Làm gì phải nổi nóng chứ. Ai? Ai nổi nóng? Nổi nóng với ai? Bạn trai cô nổi nóng với tôi. Vì tôi nói để bánh Bèo ngăn cản sự nghiệp. Là tôi nói cô đó. Biến đi, đồ bóng thối. Thôi. Anh xin lỗi. Mẹ em cũng quá đáng lắm. Muốn làm người của công chúng mà cứ cư xử thô lỗ. Ai biểu? Ai bên người ngoài bắt nạt em? Người ngoài nào? Em quá biết Long quan trọng như thế nào với sự nghiệp của anh mà. Em cũng quan trọng vậy. Em hỏi thiệt anh, giữa anh với ông Long có gì với nhau không? Có. Tình bạn và công việc. Em gọi điện xin lỗi Long đi. Nếu không anh quỷ chuyến đi mình đếp. Con Thùy làm gì mà lề mề ở trọng về anh? Đang thử đồ, chắc bộ thứ 8 mới xong. Em nên thối thùy lẹ đi, trễ giờ ra sân bay bây giờ đó. Thôi, để hai bà lên trển, 80 bộ chưa xong nữa. Ai mà tới giờ này vậy trời?
cũng tại tôi quá tin người. Không có cách nào sao chị? Trong trường hợp của chị, tình hình rất là căng thẳng. Vì vướng vào tội hối lộ với số nợ ngân hàng chiếm dụng, nhiều khả năng mức án của chị sẽ lên đến 10 năm. Xin lỗi, chị tìm ai ạ? Cho tôi hỏi, đây có phải nhà MC Tùng Nhân không? Dạ, tôi Tùng Nhân đây. Hỏi vậy thôi chứ tôi biết, tôi rất hâm mộ anh. Ta cũng vậy. Chị tìm tôi có gì không? Dạ, tôi là người làm của cô Mai Chi. Còn bé này á, là con của cô Chi với... À, vậy anh? Chị nghĩ gia Biên sẽ nhận con. Tôi không biết nữa. Trước đây dù rất là yêu Tùng Nhân, nhưng tôi buộc lòng phải cắt đứt. Vì mẹ tôi không chấp nhận con rể mồ côi. Chị Ký Tùng Nhân có chuyện gì? Không có gì, họ nhầm nhà thôi. Nhầm nhà thì có thể, nhưng mà khó nhầm sao? Tôi chỉ thôi đưa cho anh Tùng Nhân cái này. Cái gì vậy? Giấy tờ linh tinh thôi. Anh coi chưa mà anh biết linh tinh. Vậy còn có Thắm, cô ấy có thể nuôi Bin không? Chị Thắm rất là thương cô Bin. Rồi cũng muốn trả ơn trước đây tôi giúp đỡ gia đình chị. Nhưng mà nhà chị Thắm nghèo quá, phải bỏ việc ở dưới quê lên thành phố phụ chồng nuôi hai đứa con. Chị không thể nào ôm thêm cô Bin nữa. Hy vọng cho Bin sẽ nhận nuôi con. Về phần mình, tôi sẽ cố gắng để chứng minh với tòa án chị là nữ tiên phạm tội chỉ vì bồng bột tên người. Tôi tham thì tôi chịu, chỉ tội nghiệp con tôi thôi. Cô đi đi, để tôi yên. Cô, tôi chưa bao giờ anh nói với em giọng đó hết. Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh chỉ muốn một mình. Khỏi đuổi, em không bao giờ trở lại đây nữa. Phương Thùy, em đừng hiểu sai ý anh. Em. Thân người anh Tùng Nhân thật đường đột khi phải viết thư này cho anh. Nhưng em không còn cách nào khác. Em biết anh hận em, và em cũng không dám xin anh tha thứ. Em chỉ mong anh vì tình cũ nhận nuôi cô Bin trong lúc em hoạn nạn. Bin là giọt máu của anh. Nhà này là của ai vậy cô? Đây là phòng trọ của cô Mân, bạn cô. Bin, con chịu khó ăn cơm đi con, chứ nhịn đói chết làm sao gặp lại mẹ được. Cô, mà sao ba con không chịu nhận con vô cô? Con có khai sinh mà. Chắc tại ba con chưa có kịp chuẩn bị. Không đâu, con nghĩ tại cái cô mặc đầm ngắn ngắn làm cho ba sợ. Con thấy hai tay ba run quá trời luôn á cô. Ừ, rồi ba của con sẽ hết sợ thôi. Cô, chừng nào ba con hết sợ, ba có biết mình ở đây để kiếm không cô? Biết chưa, cô có để lại số điện thoại cho ba con rồi. Thôi, bây giờ mình ăn cơm nha. Bin giỏi cô thương nè. Dạ. Đây. Rồi. Tội nghiệp con. Con cũng tội nghiệp con nữa. Cô tưởng con ngủ rồi. Con chỉ làm bộ ngủ thôi à. Nhờ làm bộ ngủ con mới biết mẹ con bị bắt đó cô. Bậy bạ. Mẹ con á đi công tác, đâu có bị bắt. Ừ,
Cô đừng có gại con nữa. Con qua truyền hình thấy cảnh người ta bị bắt hoài à. Giống như cái bữa cô chú công an tới nhà mình vậy đó. Cô, mà mẹ con làm gì xấu để bị bắt cho cô? Nóc cho cô. Bộ muốn chết hả? Tôi cũng đang muốn chết đây. Muốn chết thì nhảy xong nhảy lầu cho lẹ. Nóc rượu bia chỉ đổ bệnh thôi. Dậy. Nè, uống chút nước đi. Sao biết tôi nhà mà tới? Tôi nói đi chơi xa rồi mà. Cái gì ta chờ có khi nó không tới. Nhưng cái gì ta muốn biết á thì sẽ biết thôi. Tưởng ví vú bánh bèo tận Maldives. Ai dè làm bẹp dí gì đây. Ông gặp Phương Thùy rồi hả? Cô có nói gì không? Nói gì? Không có gì. Thôi đi tắm rồi đi kiếm gì ăn cho khỏe. Thôi đủ rồi, hai đứa về tắm rửa rồi học bài. À, Thơm vậy bắt nồi cơm lượt rau, lát ông mua hồng vịt về ăn. Má gần về chưa hai? Gần đâu mà gần, hai tháng má mới về một lần. Em tính xin má cái ba lô mới, ba lô hai đưa cho em như cũ, vì bông con gái lúc nào cũng nghiêm trọng hết đó. Thì đợi má về xin. Lâu quá à, thốn quá em lén đút nha, trái bà ngoại đi cho má mau về. Tới rồi, nhanh đi con. Má, hình như má về kìa. À, đúng má rồi. Ôi, ngoại lên quá xa. Má. Con nhớ má. Má. Con nhớ má. Mà cũng như hai đứa nữa. Hai chị em ở nhà có ngoan không? Dạ có. Giỏi má thương nè. Ai vậy má? Đây là Bin, con của cô Mai Chi về nhà mình chơi ít bữa. Bin, chào chị Thơm với em Thơ đi con. Hai chị em cơm nước gì chưa? Dạ con đang nấu. Vậy hả? Dạ. Vậy bây giờ mấy đứa vô nhà chơi đi để đó má nấu cho. Dạ. Dạ. Ừ. Con chó của anh Bin đẹp ghê. Mà cái ba lô cũng đẹp nữa. Đã đau bao tử rồi mà cứ nốc rượu. Uống chút nghệ cho đỡ nè. Xong chưa về nữa? Còn sớm. Với lại tôi thấy ông sầu não như vậy, về sao nỡ chứ. Vậy bây giờ ông tính sao? Chẳng lẽ cứ để thằng nhỏ lang thang hoài? Tôi chưa chuẩn bị tinh thần đối diện quá khứ. Chạy trốn là một giải pháp, nhưng vấn đề vẫn y nguyên đó. Còn nếu bỏ trốn thì chứng tỏ ông vẫn còn yêu. Không. Ông có thể yêu một người đã từng khinh rẻ chà đạp niềm tin của mình hả? Tôi chỉ thấy tội thằng nhỏ thôi. Biết bao đứa trẻ hư vì bị ruồng bỏ. Đi về đi, ai cũng làm mệt mệt quá. Nè, đừng ghét tôi với con lẻm mẻm đó. Vậy chứ mày gọi tao ra đây có chuyện gì? Tao linh tính á, là Tùng Nhân sẽ nhận nuôi thằng nhỏ. Tướng mày làm mẹ ruột còn khó, huống hồ gì làm mẹ ghẻ. Mà mày khoan có động đậy, cái con Angel Hằng nó đang tính hất chân mày đó. So về độ ma quỷ hả thì nó còn hơn mày một cấp. Bây giờ phải làm sao hả Tuyền? Để Tuyền tính. Nhà đã quá khó khăn rồi, nuôi thêm đứa nữa chịu sao thấu. Cô Mai Chi giúp mình nhiều quá, vừa cổ gặp nạn không lẽ mình bỏ mặt? Thì tôi chỉ nói vậy thôi, chứ có sanh nạnh gì đâu. Ủa,
Bữa nay bà bị gì mà giọng lào thào như hết hơi vậy? Thằng Bin nó hay thức nghe lén lắm. Từ hôm lộn xộn tới giờ nó lại càng ít ngủ. Nè, giờ khuya rộn còn đi đâu vậy? Đừng có nói với tôi là quan xấu lái nhậu nghe. Nhưng nhậu để khất nợ chứ có vui sướng gì đâu. Khỏi để cửa hang. Bin, sao con không ngủ đi? Con nằm mơ thấy ba khóc. Ba nói ba phải suy nghĩ khó hơn toán chia. Cô khỏe không? Em khỏe. Con sao rồi anh? Cô dám để con có cha mồ côi sao? Xin anh, đừng vì lỗi lầm của em mà làm con bị tổn thương. Tôi tưởng làm tổn thương người khác là bản năng của cô rồi chứ. Em không xấu như anh nghĩ đâu. Cô giải thích sao đây? Chia tay anh không lâu, em biết mình có thai. Sao lúc đó chị không gặp tôi? Vì mặc cảm bỏ rơi anh. Thêm nữa, lúc đó mẹ em nhất quyết bắt phải phá. Sao chị không nghe lời mẹ? Mẹ chị luôn luôn đúng mà. Em giữ vì vẫn còn yêu anh. Giữa chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Đa tạ. Anh cứ trách em, nhưng lúc đó em quá thương mẹ. Vì em, mẹ bị xuất huyết bao tử. Bà mất lúc cô Bin mới 2 tuổi thôi. Em cảm ơn anh đã lo cho con. Chị Thắm không nói gì với Chi sao? Bin không ở với tôi. Anh nói cái gì vậy? Rồi bây giờ con tôi đâu? Đó là giọt máu của anh đó. Con tôi đâu? Bây giờ nó ở đâu? Anh nói đi, con tôi ở đâu? Anh nói đi. Các người bỏ con tôi đâu rồi? Anh nói đi, con tôi đâu? Tốt, em hát tốt lắm. Nhưng mà bây giờ mình nghỉ ha, tại vì anh có việc phải đi. Với lại có Phương Thụy chờ em. Dạ. Ừ, hả, chào em. Anh. Ừ. Cảm ơn cả nhà. Ủa, sao đột ngột quá vậy? Bộ tính đi hát lại hả? Không đi hát tiền đâu xài. Với lại á, tao muốn chọc tức Tùng Nhân. Thôi, chọc phá cái gì? Tao thấy là mày nên nhún nhường á, gây sự với quá khứ, coi chừng tương lai nhiều tử đó nha. Không, mày im đi. Nói chuyện mất tinh thần quá. Kim Mai. Dạ. Tùng Nhân. Anh là MC Tùng Nhân đúng không? Tôi là người thân của cô Mai Chi, chỗ chị Thắm làm việc. Chị Thắm hả? Em là đồng hương của chị Thắm nè. Nhưng anh kiếm chị Thắm có gì không anh? Tôi quen với chị Thắm. Anh quen chị Thắm hả? Tôi gặp chị để hỏi thăm về chị Thắm. Tôi liên lạc với chị không được. Hay là anh cho tôi xin số điện thoại đi. Tôi liên lạc gửi chị cái tôi gọi cho anh. Mà hôm bữa chị nói với tôi chị đi phụ hộ ở đâu, Gò Công hay Gò Giáp gì á. Chị ơi, Gò Công với Gò Giáp cách xa nhau lắm. Không không không, Gò Đen. Không, Gò Dưa. Cái tên này nghe quen quen nè. Dạ đúng rồi, nghĩa địa Gò Dưa. Chết, không phải nghĩa địa. Anh ơi, Gò Dâu. Dạ, chị ơi. Ủa, anh phải MC Tùng Nhân không? Dạ, làm ơn chị. Anh, mời mời anh vô nhậu quán em nha. Bia quán em là ngon nhất nách á, anh vô đi anh. Dạ, dạ thôi cảm ơn chị, em không uống bia được. Chị cho em hỏi thăm xóm này có ai tên Thấm không chị?
Thắm hả? Dạ. Dạ em quen nhiều Thắm lắm á. Anh kiếm Thắm nào? Dạ cô Thắm hồi trước làm giáo viên rồi sau này bỏ nghề rồi. Ôi vậy thua rồi. Tại vì mấy Thắm em biết toàn là bán bia ôm không à. Ý anh không chừng cô giáo bỏ nghề của anh cũng bán bia ôm rồi đó. Ê. Cha mẹ nào không thương con chứ. Vì ơn nghĩa với cô Chi cho nên vợ tôi ráng nuôi thằng nhỏ thêm một thời gian. Nhưng về lâu dài phải về với con thôi. Con cái xa cha mẹ tội. Đàn ông với nhau em tâm sự thiệt. Em cũng từng coi cút như vậy. Khó khăn lắm em mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Bây giờ mà scandal con rơi nổ ra, mọi thứ tiêu tan hết. Anh chị giúp em ráng nuôi thằng Bin thêm thời gian nữa để em tìm cách. Đắp đổi miếng ăn rồi cũng được. Nhưng cái chính á là cuộc sống ở quê nghèo nàn cực khổ không hợp với nó. Cái số điện thoại của ba con không cô? Biết, nhưng mà cô không có kêu. Sao vậy cô? Mình phải có lòng tự trọng chứ. Cứ để ba con thu xếp, quyết định nhận con. Lúc đó, mình mới vui trọn vẹn được. Con hiểu không? Mình phải yêu con nhiều lắm. Con cũng yêu mẹ nữa. Sao con chưa ngủ? Con chỉ làm bộ ngủ thôi à. Con thích nghe mẹ nói lén lắm. Mà mẹ chỉ nói lén lúc tưởng con ngủ thôi. Con nghe đủ thứ hết rồi nha. Con nghe cái gì? Con nghe mẹ nói là con có ba, nhưng mà ba con đáng ghét. Anh xin lỗi anh quên mất là thứ sáu. Em yên tâm, anh sẽ gọi cho bộ phận thư ký. Bye em. Anh, đón em về anh không vui sao? Em đợi anh dưới trời mưa ướt như chuột lột. Anh không động lòng hả? Anh xin lỗi. Em, anh tính đón cô Bin về ở chung. Ừ, thì cũng được. Nhưng mà nếu là con của anh thiệt thì tại sao mẹ của nó lại không nói với anh ngay từ đầu? Mày chỉ có lý do riêng. Nhưng mà đó là ý nguyện của anh. Nếu em chấp nhận anh vui, em không chấp nhận anh cũng vui luôn. Mình đâu có gì ràng buộc. Sao anh bạc với em quá vậy? Em bàn ra là vì em lo cho anh. Lỡ em bị lừa lần nữa thì sao? Em à, cuộc đời anh quá phức tạp rồi. Mình chia tay đi. Không, em biết lỗi rồi. Em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này, em nói thiệt. Thôi đi ngủ đi, anh mệt quá rồi. Rồi bữa giờ ông có gọi cho em không? Trước thì có. Mà mấy bữa nay em bị mất điện thoại nên đâu có biết ông có kêu không. Trời đất, trời lâu ông gọi không được thì sao? Thì kêu lại. Sốt ruột cũng là dịp để mình củng cố thêm tình cảm. Công nhận em cứng thiệt. Hèn chi cai bính hấp hái hoài không được. Ham chi mấy ông thầu gặp đâu sau đó chị ơi. Chị hả? Có một nhà mở ở dưới Hóc Môn đồng ý nhận Bin rồi. Mai em sẽ đưa nó tới đó. Cô ơi, nhà mở là gì vậy cô? Tại sao con phải vô chỗ đó? Nhà mở là chỗ nuôi trẻ mồ côi. Con đâu có mồ côi đâu. Rồi nó thương con cũng bỏ
Bin, nghe cô nói nè, cô chỉ gửi tạm con vô trong đó cho ổn định thôi, chứ lê la công trường theo cô hoài không có tốt, con hiểu không? Không! Bin! Bin! Các bạn vừa xem xong ngày đầu tiên hoán đổi vị trí của hai bé, bé Thanh và bé Minh. Nhưng mà để trưởng thành, con cái chúng ta cần phải được thử thách. Với những hoàn cảnh khó khăn xa lạ như vậy sẽ giúp cho các em rèn luyện được khả năng thích nghi ứng phó với những bất ngờ bất chắc có thể xảy ra trong tương lai. À, bé Thanh, bé Minh ơi. À, bé Thanh nè, hôm nay tham gia chương trình ở nơi ta trưởng thành, con có thích không? Dạ thích. Chỉ còn bé Minh. Dạ con thích lắm luôn á. Rất là dễ thương phải không các bạn? Và hy vọng rằng với chương trình ở nơi ta trưởng thành thì các bạn sẽ có thêm được những kinh nghiệm quý báu trong việc rèn luyện cũng như là nuôi dạy của em mình quý vị nhé. Nó biết tay. Anh Liêm với anh Che đừng nói lộn hả? Em mét thầy Hưng á. Anh thấy dễ thương mà. Ừ. Alo, anh đang ở đâu? Xa lắm. Má ơi, xa lắm là ở đâu? Ở đây. Làm lóng rụng tim luôn. Mấy tuần rồi á, anh hơi lộn xộn. Anh Long phải hai lần lê lai cứu chúa. Long nói là giờ lịch quay rồi mà. Anh nói vậy cho anh yên tâm. Tôi đi gặp Long đây. Dạ. Em tên Vui, em 6 tuổi. Anh tên gì? Anh tên là Phan Nhân. Anh hơn em 2 tuổi. Ở nhà hay gọi anh là Cô Bin. Thôi em kêu Bin thôi nha, kêu cô mắc cỡ lắm. Tên Vui đúng ghê ha. Cô hiệu trưởng nói tại hồi nhỏ em hay buồn nên đặt tên cho em là Vui. À vậy hả? Anh Bin làm toán chia giỏi ghê ha. Ủa bộ Vui học toán chia rồi hả? Dạ chưa, em mới đại à. Ê Vui, mày làm gì vậy? Em đang coi anh Bin làm toán chia, má anh lại chơi với anh Bin đi. Mày coi chừng tao á. Mà anh đã ghét ăn rồi nên anh đừng sợ. Em sẽ bên anh. Em thấy ai bị anh hiếp là em bên liền à. Nhưng mà Vui nhỏ xíu vậy sao bên anh Bin được? Em đi mét của hiệu trưởng. Em mét hay lắm đó. Chào anh. Anh kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi ghé qua nhà trọ, nghe người ta nói là Bin không còn ở với chị nữa. Tôi mới đưa cháu vô nhà mở hôm qua. Sao chị đưa nó đi mượn báo với tôi? Tại sao tôi phải báo với anh về đứa con anh từ bỏ? Tôi xin lỗi, tại tôi lo cho cháu quá. Công trường phức tạp, không hợp với cuộc sống của Bin. Thương cháu, tôi đành làm vậy. Dù biết nó rất buồn. Nó buồn gì vô nhà mở hả chị? Nó buồn vì mẹ ở tù cha bỏ rơi. Chị thông cảm. Nhận một đứa con không đơn giản như cục vàng hay cục nợ. Nhờ chị giúp tôi lo cho cháu thêm một thời gian nữa. Anh cất đi. Tôi thương Bin và trả ơn của Mai Chi đủ rồi. Tôi biết chị coi thường tôi, nhưng mà thật sự với Mai Chi tôi khỏi vết thương khó lắm. Đây là địa chỉ nhà mở, anh sử dụng sao thì tùy ý. Chào anh.
Thư khán giả kêu gần đây nhìn ông sơ sát quá. Hay là tôi nhận quách nó cho xong. Con mà kêu nhận quách, miễn cưỡng như vậy á, còn tội thằng nhỏ hơn. Thôi, ông lên phòng ngủ đi, đừng để rượu tính. Lúc nào cũng như má người ta, nhức óc. Óc tôi cũng sắp nát rồi đây. Quách Minh vừa bị hủy mấy hợp đồng vì scandal đó. Thiệt hả? Thiệt. Vậy sao cứ xúi tôi nhận con? Phụ tình, phụ tử là hai chuyện khác nhau. Nhưng cũng là scandal. Bởi vậy tôi mới nát óc tìm cách hóa giải. Cách gì? Chưa biết, nhưng nhất định phải chân thành. Cuối tháng lãnh lương, mua cái chảo mới đi. Chảo này chiên dính quá trời quá đất. Em nghi chiên xong con cá này chắc chị no luôn quá. Thằng Bin nó thích ăn cá chiên lắm á. Nghĩ cũng tội cho thằng Bin, chắc giờ này nó đang khóc á. Phải chi á, mà nó hay khóc như mấy đứa con nít khác đã đỡ. Đúng rồi đó. Chỉ có con nhỏ bạn thất tình không khóc, bùng một cái nhảy xong chích queo. Ê, mình phải nói Tùng Nhân nhận con lẹ. Chịu khó đi tìm em như vậy, có nghĩa là anh ta cũng đã suy nghĩ. Tùng Nhân cũng từng là trẻ mồ côi đó chị. Thiệt vậy hả? Ly kỳ dữ ta. Ê, chuyện Tùng Nhân mà viết thành phim ha, chị sẽ đi coi hai lần. Một lần á là để khóc, một lần á là để chửi. Chị thiệt, vừa khóc vừa chửi luôn. Anh dựng lên giùm em ấy. Con đi theo ông bà, được mặc đồ đẹp, được mang giày đẹp. Mai mốt về nhớ mua kẹo cho các bạn nha. Mua bong bóng nữa. Ông bà Tây đem bé Tú đi làm con nuôi á. Thầy Hưng nói làm con nuôi đỡ cực hơn con mồ côi. Không chừng mai mốt anh cũng được nhận làm con nuôi á. Không, anh không có mồ côi. Ừ ha, mà mặt anh cũng không có giống mồ côi. Mặt mồ côi á thì phải giữ, tại vì buồn nên mới giữ. Vì sao Duy không giữ? Em giữ chứ. Duy giữ chỗ nào đâu? Em giữ chỗ này nè, em nói giữ lắm á. Nhưng anh không mồ côi, sao anh vô đây? Thì anh vô tạm thôi. Vậy ba má anh đâu? Ba anh ở nhà ba anh. Má anh ở nhà công an. Hay quá, ba là công an hả? Đi thôi tụi bay. Quý nói với em là nghỉ làm từ trưa. Từ buổi chiều anh đi đâu vậy? Anh đi chùa. Quỷ đi chùa? Nghe lạ quá vậy. Anh đi chùa làm gì? Cầu có ma nào rước em đi cho khuất mắt. Ngồi đây. Em, anh quyết định nuôi Bin. Em ủng hộ anh chứ? Em, nhưng mà anh phải cho em thời gian suy nghĩ. Bao lâu? 2 tuần lâu lắm. Má ơi, em tính nói 2 năm. Vậy để anh tự lo. Anh bất công quá. Anh là cha của nó mà 2 tuần nghỉ chưa sao huống chi em. Thí dụ anh cưới em đi, em còn yên tâm làm mẹ ghẻ. Sao không nghĩ ngược lại? Là anh phải thấy em làm mẹ ghẻ tốt anh mới dám cưới. Anh đừng có đặt điều kiện với em. Em yêu anh nên là em không muốn chia sẻ tình cảm với ai khác hết á. Em ích kỷ. Đúng, em ích kỷ đó. Nhưng mà anh có nghĩ là scandal công hoang và người tình tội phạm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình không? Em nghe mọi người kể và dạo này công ty nhận được rất là nhiều thư về anh đó. Mọi người là ai? Thì Phúc Hóa Trang, Phú Quý trợ lý. Anh nghĩ là Phú Quý không muốn thay thế chỗ của anh hả? Tân Anh Nhân đã có quà đúng lúc TV hư. À, còn việc anh muốn mời các cháu tham gia đóng phim, chúng tôi ủng hộ cả hai tay. Thú thật, quản trẻ mồ côi không dễ. Tuổi nhỏ mặc cảm, dễ bị kích động. Các cháu đó,
anh Nhân tha hồ mà chọn nhé. Dạ, cô chào cô Hải chú. Hải đá banh rất là giỏi, Long hát hay, còn vui múa rất tốt. Dạ. Và Bin ấy thì đánh võ rất là đẹp ạ. Con, mũi con bị sao vậy? Con bị té hay là bị ai đánh? Bin, chú hỏi sao con không trả lời? Sao bữa nay anh dữ vậy? Anh nói lộn với anh Liêm, anh che luôn à. Ai kêu tụi nó nói xấu mẹ anh vậy? Chuyện má anh ở tù phải không? Im đi! Em xin lỗi. Mà sao ba anh suy nghĩ lâu quá vậy? Im đi! Đừng có hỏi nữa! Con của ba! Ba tôi chết ngắt rồi! Cảm ơn mọi người. Tôi xin lỗi. Gì vậy? Chị Thắm nhắn, Bin bỏ nhà mở đi đêm qua rồi. Sao chị không báo với tôi? Chị sợ ông đang quay. Chị còn nhà mở, tại sao họ cũng không báo? Tại sao họ phải báo với nhà Hảo Tâm? Cảnh quay có tí trục trặc, tôi ra trễ 10 phút. Đâu có sao đâu anh. Với showbiz mình mà trễ 10 phút á là hạnh phúc rồi. Bạn gặp tôi có chuyện gì? Để này anh đọc đi. Em thấy là bất lợi cho anh Nhân lắm á. Mấy tin lá cải như vậy ngập như ruồi. Bài ngắn để em đọc cho anh nghe đoạn chính nha. Nét mặt thảng thốt trong đối thoại với tụt quản lý như là bỏ nhà mở đi, báo tin Mạnh Thường Quân cho thấy là Tùng Nhân đang che giấu một bí mật đen tối. Anh thấy chưa? Em thông tin để cho anh kịp trở tay đó. Gây cấn quá ha. Em biết phóng viên Phương Nga, em sẽ giúp anh thương lượng. Tôi biết Phương Nga nhiều hơn bạn. Còn khắc tin đó còn có bút danh là Khắc Nam. Sao? Sao anh biết em là Phương Nga? Tôi đã từng đi viết báo với cả chục bút danh. Nên bạn hãy dẹp áp phe này đi, không hiệu quả đâu. Chào. Buổi sáng tập thể dục thì không thấy Bin đâu. Có thể là đi từ buổi tối rồi. Chị nghĩ là nó tự bỏ đi hay là bị bắt cóc? Bắt cóc thì không thể. Vì cô nhà mở bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt? Nghiêm ngặt mà thằng nhỏ trốn đi không biết. Cái gì cũng phải có sơ hở chứ. Sao không giỏi giữ thằng bé đi? Chị nghĩ nó có thể đi đâu? Thank you.
Nghe nè. Hai chú cháu ăn cơm chưa? Ở nhà có chuyện gì không? Không có chuyện mới lạ đó. Chuyện gì? Thì tôi giúp ông á, trả đũa chuyện người ta không mở cửa cho chị Thắm vô nhà hôm trước đó. Thiệt tình, biết tính Phương Thùy mà cứ chọc giận. Chưa tập tiết là may đó. Phu nhân ông giận, bỏ lên phòng đóng cửa đó kìa. Chú ơi chú, sao người lớn hay giận giống con nít tụi con vậy chú? Nhưng mà con nít dễ quề lắm. Người lớn có dễ quề không chú? Dễ. Vậy mình lên làm quề với cô Thùy đi chú. Chú để cổ buồn, tội nghiệp. Mà cổ buồn, ba con cũng đâu có vui đâu. Ủa, hôm nay anh nói anh bận mà, nên mới không đưa Bin đi gặp mẹ được. Sao giờ anh còn đứng đây? Thì giờ anh đi nè. Anh nói thiệt đi, có phải là anh còn thương cô Mai Chi đó nên là anh ngại gặp cổ đúng không? Em đừng có tò mò chuyện của anh. Bữa nay em tới phòng thu hả? Anh cũng đừng tò mò chuyện của em. Tới chừng nào mới thôi cái tới đốt chát vậy? Em giỡn mà. Hôm nay em hẹn Tuyền đi mua đồ mới cho Bin. Nhà tù nhân chứ không phải là nhà giam đâu. Em có tin một ngày nào đó anh sẽ trở lại với Mai Chi? Vì anh muốn quên mà em cứ nhắc không? Người ta yêu người ta mới ghen. Thôi, em đi mua quần áo mới cho Bin nha. Kẻ thù của mẹ bây giờ không phải có mình ông Long đâu, mà còn có thằng nhóc nữa đó. Tứ bề thọ địch. Bây giờ ta phải làm sao? Bây giờ một mặt á là mày phải khuyến cáo với Long sẽ có scandal lớn nếu như mà mọi chuyện lộ ra. Còn mặt khác á, mày đe dọa tinh thần thằng nhóc đi. Nói với nó, chính nó phá tan tành sự nghiệp của ba nó. Theo lời mày kể, thằng nhóc là đứa biết tự trọng mà. Đánh người tự trọng, lương dễ. Nhưng mà làm như vậy có ác không mày? Thôi đi, nay mày đặt bắt ái nữa. Vậy chứ liệu mày sống với nó rồi nó sướng như lắm hả? Thực ra cái tâm của tao muốn á là mày lựa chọn cái ác nhỏ thôi, tránh xa cái ác lớn đi, đúng không? Thật ra Bin cũng dễ thương. Ừ, tao cũng muốn thương nó, nhưng mà sao khó quá. Sau này sẽ còn khó dài dài nữa đó. Cho tới lúc mà mày có con với chàng rồi đó, con của mày sẽ bị chia đôi về mặt tình cảm, rồi sau này sẽ được chia tài sản của cải nữa. Ba ra chơi chú Long để chú buồn. Chỗ này á, thằng nhỏ không giống cha nó tí nào. Ông nói muốn bàn với tôi chuyện gì? Ừ, thì chuyện kiếm người chăm sóc cho Bin. Tôi nói chuyện với Phương Thùy rồi, cổ hứa là sẽ chăm sóc cho thằng nhỏ. Hôm ra thấy cổ lo cho nhỏ dữ lắm. Hồi chiều này đúng nó ăn no muốn ói luôn. Tôi nghe tôi còn muốn ói nữa. Phương Thùy thương thằng nhỏ thiệt mà. Chỉ sợ là lúc không có ông đó, thì khác thôi. Vậy giờ sao?
Hay là đón chị Thắm về sống chung với Biên như ông gửi? Trước tưởng chỉ có Tùng Nhân, bây giờ có thêm phu nhân nữa. Chị Thắm ngại phu nhân nổi giận á thì không chuyện. Không thì bỏ. Nè, đừng đùa với tiểu nhân. Bin, sao không ngồi đó? Cô Thùy đâu? Con đi học ra, đợi quà không thấy cô Thùy đón, con sợ quá nên đi bộ về luôn, mà không ai đón hết đó. Sao con không gọi điện cho ba? Ba đang đóng phim ở tỉnh, con muốn ba lo. Thôi, đói rồi phải không? Vô nhà tôi nấu gì cho ăn nha. Chú Long đáng hay ghê á. Tao đói bụng quá trời luôn rồi nè. Biên, có không đợi cô tới đón? Cô tới trường không thấy con hả? Cô hết cơ hồn á. Dạ, có một mình có trong trường. Con sợ, con sợ ma. Lần sau không phải đợi cô tới đón nghe chưa? Bây giờ con nít dễ bị lừa lắm. Anh đang nằm ôn kịch bản vai diễn điện ảnh đầu tiên. Anh hồi hộp lắm. Thiệt không? Hay là đang đi lén phán dài? Đi đâu? Ở đây 9 giờ tối là vẫn tanh. Biên ngủ cho em. Ở nhà có chuyện gì không? Anh nghĩ là em ăn thịt con anh chắc. Thì anh hỏi vậy thôi. Anh có hay nghĩ xấu cho em không à? Em đã nói rồi là em yêu anh, nên em sẽ cư xử và chăm sóc con anh hết lòng. Biết rồi. Thôi anh xin lỗi. Anh ngủ nha. Mai 5 giờ sáng phải dậy quá trang. Em ngủ đi. Em cũng ngủ nha. Sáng mai còn phải dậy lo đồ ăn sáng cho Bin nè. Rồi dẫn Bin đi học nữa. Anh ngủ ngon nha. Ừ. Bye em. Tiên hả? Tao nè. Mày đang làm gì vậy? Đang bận làm gì ghẻ tốt. Tùng Nhân đi tỉnh rồi, 2 ngày nữa mới về. Hỏi từ ngày có con á, người ta đâm cầu tiến. Ra với tao đi, có chuyện quan trọng nè. Mai được không? Giờ này tối rồi, tao sợ nhỏ mét lại Tùng Nhân á. Với lại nhỏ nhạy thức lắm. Ok, không ra thì đừng ân hận á. Nu thì bị người ta ăn cắp mất tiêu, cho nên cô Thắm mới mua mày cho tao á. Thôi, mày ở dưới đất chơi đi, chứ má con tao quên lại té nữa. Ừ, ngoan. Hay lắm á cô. Người ta nói là hàm cá sấu không có nhai được, cho nên nó xé thịt con mồi rồi nuốt trọng. Với cái bao tủ cứng như sắt, cá sấu còn nuốt thêm đá để nghiền thức ăn cho lẹ nữa cô. Cá sấu khôn ghê hả cô? Cơm chưa chín, con ăn bắp cho đỡ đói. Nè. Dạ. Ai điên để cái chỗ lông gà vô bình bông vậy? Dạ con á.
Con biết chỏ lông gà là để quét bụi, đánh đít. Nhưng mà con thấy cây này đẹp như cái bông vậy á. Thôi được rồi, tắt tivi đi, lại đi ăn. Đợi có Đúc hả? Dạ. Hay thiệt, ngày mai con sẽ kể cho mấy bạn nghe cái vụ cá sấu nút đá. Nào giờ con chỉ nghe nước mắt cá sấu thôi, chứ có nghe bao tử cá sấu bao giờ đâu. Ăn đi, dạ. Đừng nói linh tinh nữa. Con có biết á, là từ ngày con về, ba con mệt lắm không? Ừ. Nhưng mà con về, ba con cũng vui mà. Vậy là con chưa hiểu ba con rồi. Bác sĩ nói á, bao tử ba con bị loét do căng thẳng. Bao tử của người á không có cứng như bao tử cá sấu đâu. Lơ mơ là chảy máu đó, nguy hiểm lắm. Tiền hả cô? Cô thương con nên là cô nói cho con hiểu thôi. Con đừng có nói lại với ba, không ba sẽ bị căng thẳng thêm. Con hiểu không? Nè, mua cho ông con cái móc khóa, kiếm gần chết mới được cái con chó mà nó thích. Ý gì á? Nghĩ về con chó. Alo, cô Binh về chưa? Chưa, nó bất trị. Nó bất trị hay cô bất nhân? Chắc cô lại không tới đón nên nó tự đi về. Bị ai bắt cóc rồi? Đừng có làm tôi sợ nha. Với lại, ai hẹn bắt cóc mới làm gì chứ? Mẹ đi tù vì liên quan tài chính. Mà tài chính thì dễ liên hệ tới mafia. Tôi đã nói là đừng có làm tôi sợ mà. Chị tắm trước đi, lát nữa em tắm. Ừ. Chị. Hả? Điện thoại em có tám cuộc gọi nhỡ lận. Mà tội số lạ không à? Chắc có chuyện gì người ta mới gọi nhiều vậy á. Gọi lại thử coi sao. Xin lỗi, số điện thoại này của ai vậy ạ? Dạ của con là Phương. Hồi chiều con cho bạn Nhân một điện thoại của con, nhưng gọi cho cô không được. À, tại cô đi làm để điện thoại ở nhà. Mà Nhân có nói gì với con không con? Dạ không, con chỉ thấy bạn buồn hiu thôi à. Sau đó mẹ con đón con nên con không biết bạn như thế nào. Rồi cô cảm ơn con nghe. Có chuyện gì vậy Thắm? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà thằng Binh nó ít chịu phiền ai lắm. Chắc phải có chuyện gì đó nó mới mượn điện thoại của bạn nó như vậy. Cần gì thì kêu chị nghe. Dạ. Alo. Long đây, Binh có ở chỗ gì không? Anh nói cái gì vậy hả? Mấy anh bỏ thằng Binh ở đâu? Trời. Tới rồi. Cảm ơn. Binh đâu? Làm gì mà để thằng nhỏ bò đi vậy hả? Long, chị Thắm nói vậy là sao? Con tôi đâu? Tại sao không nói gì với tôi? Anh giận con làm gì mà giờ nó bỏ đi anh cũng không biết. Anh đúng là thế gian vô trách nhiệm mà. Bình tĩnh. Chuyện hệ trọng như vậy mà còn bình tĩnh được hả? Tôi chưa thấy chuyện hệ trọng nào được giải quyết bằng việc mất bình tĩnh cả. Vậy là sao hả Long? Hả? Ở đây ồn ào lắm, vô nhà rồi nói chuyện. Con tôi đâu? Đi hỏi kẻ mà ông tin cận đó. Thôi đi, đây không phải là lúc quy trách nhiệm. Bạn nghĩ xin thằng Binh nó có thể ở đâu? Binh nó rất nhạy cảm. Hay là cô thầy đã nói gì làm con tổn thương? Nói đi, em đã làm gì với thằng Binh hả? Cho dù thế nào cũng không được đẩy con anh ra đường, nghe chưa? Đẩy xô gì? Trong 4 ngày anh đi, em chỉ tới trễ 2 lần, mỗi lần 2 tiếng mà nó lật úp vậy đó. Anh đã quá sai lầm khi nghĩ rằng em có thể trở thành mẹ tốt của con anh. Vậy chắc cô cũ của anh là mẹ tốt. Tốt quá, vô khám bỏ con. Cô đi luôn đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Ông Tám về rồi kìa, mình năn nỉ ông Tám nữa đi anh. Ông Tám làm vậy có mệt không? Mệt mới có ăn. Hai đứa bỏ đi vậy, người lớn lo sợ. Nói đi chỉ đi, ông Tám đưa về. Thôi, con không có về đâu. Có còn ba con thất nghiệp,
không có chỗ ở, chạy máu bao tử nữa. Dỗ rồi hả ông Tước? Ai nói vậy? Thôi con tự biết vậy á. Biết xa quá à. Con nhỏ này sao đi bộ đời hả? Tại người ta bắt con làm giống nhà giàu. Giống nhà giàu thì con ráng được. Nhưng người ta bắt con quên các bạn ở trong nhà mở thì con không ráng được đâu. Ông Tám hiểu, nhưng mà không cho hai đứa bay ở đây được đâu. Ông không cho thì tụi con đi. Ê, chết thiệt hả? Ơ sao vậy? Không có gì đâu. Mà sao em không ngủ đi? Em chờ ông Tám về. Mà ông Biên có đói không? Nè. Ngó mặt thấy đói rồi phải không? Đi theo ông. Ăn xong rồi ở đây chờ ông nha. Dạ. Ông đi với công chuyện quan trọng nha. Dạ. À, Sáu Sợi, cho gửi hai đứa nhỏ nha. Dạ. Ông phát mệt quá, gửi hai đứa nhỏ mà kéo như hai đứa vậy. Ông Tám đi đâu vậy anh? Anh có sợ không? Có. Sao bị hỏi á? Ăn đi. Kiếm gần chết tôi mới sực nhớ, có khi mày mò ra cái chỗ kỷ niệm hồi đó hai người yêu nhau đó. Đúng y mà. Sao? Tình hình căng lắm hả? Thằng nhỏ ở Bình Yên tao ăn chay một tháng. Sao vậy? Hai đứa nhỏ đâu? Sao mày không coi chừng tụi nó? Một mắt nhìn hủ tiếu, mắt nhìn khách, mắt là nhìn tụi nó hai cái nồi. Mày làm tao quê à? Coi chừng công an kêu tao mày lên phường là chứng á. Ê, có khi nào á Bình nó đoán là ông Tám tới tìm mình nên nó tránh mặt không? Tại sao tránh? Cậu Nhân à, cậu cho tôi nói thiệt nha. Thằng Bình nó tâm sự với tôi, nó nói nó bỏ trốn bởi vì nó lo sức khỏe, nó lo vì danh tiếng của cậu á. Nó nói bạn gái của cậu nói vậy đó. Đó, thấy chưa? Xin lỗi, tại anh chim bao thấy ba anh bị đụng xe á. Vậy ba anh có chết không? Anh không biết nữa. Chắc tại anh muốn về với ba anh đó. Cô hiệu trưởng nói con nít hay đổi lắm. Anh chỉ sợ ba anh nhớ anh thôi à. Vậy anh về với ba anh đi, em sẽ đi theo anh. Không có được. Ba anh nuôi anh đã khó, nuôi thêm vô nữa chắc chết. Hay là mình đi tìm cô Thấm đi. Cô Thấm nghèo, nuôi mình không có nổi đâu. Nhưng cô Thấm thương mình mà. Thương đâu có nghĩa là nuôi được. Đúng như mẹ anh đó, thương anh mà có nuôi anh được đâu. Hay là mình quay lại nhà mở được không anh? Hỏi hoài à. Em mong hỏi thì em biết nói rồi. Có khi nào tụi nhỏ quay về nhà mở không chị Thấm? Hôm qua tôi cũng đã liên lạc với bên nhà mở. Alo. Rồi. Họ cũng rất buồn khi biết tin tụi nhỏ bỏ đi. Họ hứa có gì sẽ liên lạc liền. Blue Eyes vừa hủy hợp đồng với mình vì scandal này.
Không biết mấy bên khác sao nữa. Sao cũng được, tính mạng con tôi là trên hết. Tôi thiệt tình không biết thế giới giải trí của các anh lại nghiệt ngã như vậy. Yên tâm đi, vì con tôi sẵn sàng dứt bỏ tất cả. Dứt bỏ tất cả là sao? Tôi đồng ý ông nhận con, nhưng không đồng ý ông hủy sự nghiệp. Kẻ khôn phải biết biến mất là được. Ok, thằng khôn dạy thằng ngu đi. Không tìm được con tôi không có gì được hết. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Đây là phần quà của con. Em chắc chắn là em hát hay hơn bệnh đó đó. Anh để em lên đi. Em thấy ai ra cũng có việc bán hết. Con hát hả? Bây giờ tiếp theo là bạn nào lên hát nào? Mời các con. Để em lên nha. Nếu em nào mà hát tốt sẽ được lên TV, còn hát không tốt thì cũng sẽ được nhận quà. Con hát hả? Dạ. Thì mời con lên sân khấu. Rồi, hãy cho mọi người một tràng pháo tay. Sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba. Con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ. Con thấy mùa kế của con hay không? Thì giả mà như thiệt á. Tôi nghĩ vậy không biết có được không? Chị cứ nói, nhà này dân chủ mà. Sao hai anh không dắt Binh đi họp báo luôn? Trước sau gì sự thật cũng được công bố. Mình chủ động cho khán giả thấy Tùng Nhân là người cha tốt, không nhẫn tâm như thị phi. Công nhận, chị Thắm gỡ rối hay thiệt. Tôi cũng từng nghĩ như chị đó. Tôi chỉ nói tiếng nói của người mẹ thôi. Nếu như hai anh đồng ý để tôi lên chuẩn bị cho thằng Binh, chắc là nó sẽ vui lắm đó. Như vậy có sớm quá không? Sớm còn hơn trễ. Đừng sợ con, không sao đâu, có bà với chú Long đây mà. Let's go now, let's go now, let it go now, let it go now, let's go now, let's go now, let it go now, let it go now, let's work it, DJ work it, let's go now. Let's go now. Let it go now. Let it go now. Trước tiên, thay mặt MC đạo diễn Tùng Nhân, tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị phóng viên đã có mặt ngày hôm nay. Nhà văn Marquez đã từng nói, tất cả con người đều có ba cuộc sống: công cộng, riêng tư và bí mật. Hy vọng những ồn ào xung quanh đời tư của Tùng Nhân sẽ được chia sẻ trên tinh thần nhân văn và tuân thủ luật báo chí. Xin mời các anh chị phóng viên đặt câu hỏi. Mọi đối thoại sẽ được trân trọng, miễn không làm tổn thương người khác. Mày nên đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian đi. Chưa bao giờ tao thấy mày thê thảm như vậy luôn á. Nhiều lúc tao thấy mình cũng quá đáng. Đúng là quá đáng. Chảnh tay lên mà nghe bom nổ nè. Tùng Nhân mới tổ chức họp báo. Anh nói cái gì? Rồng Long đã phun lửa. Họ chính thức công bố chuyện Tùng Nhân có con rơi. Rồi còn hăm dọa sẽ kiện cái đám tụi mình nữa kìa. Thiên hạ vỗ tay rần rần luôn. Chuyện này bài lật ngửa rồi.
mạnh ai nấy té nha. Ba, bộ ba sợ lắm hả ba? Hồi nãy con thấy ba đổ mồ hôi quá trời luôn á. Đâu có, ba làm gì mà sợ? Càng cũng không sợ, càng chỉ run thôi à. Mà mấy cô chú nhà bác hỏi khó quá à, ba. Khó hơn của thăm hỏi bà luôn á. Vậy hả? Dạ. Bính nói chưa? Dạ chưa. Tại con vui quá. Mà cô Thấm nói á, sự thật giống như là thú dữ. Mình mà không nhìn thẳng, nó ăn thịt mình luôn á ba. Thú dữ đâu có ăn thịt con. Dạ. Nhưng mà con muốn ăn bún bò Huế. Yeah. Bún bò Huế chú Long. Ok. Ngon không con? Ngon không? Nhưng mà tối quá à. Quyết định không đi tiễn người ta thiệt hả? Để cô đi vậy cũng hay. Nghĩ kỹ lại đi. Dù gì hai người cũng sống với nhau cùng một thời gian. Tôi ghét nhất thể loại đàn ông nhìn tưởng mạnh mẽ nhưng thật ra yếu nhất. Nhiều khi tôi thấy Long đàn ông hơn cả đàn ông. Không có đàn gì ở đây hết á. Tôi chỉ đang nói tâm lý con người thôi. Sao? Có đi tiễn không? Sắp tới giờ bay rồi. Không. Tuyền nhắn nè. Công nhận rồng long vỗ thiệt. Bi a lấy độc chị độc. Mấy hình này mà tung ra chắc nam chị nó tắt đài thôi à. Mày đâu có biết tắt đài thôi không họp báo kìa. Quay. Gọi họ về đi. Tao nghĩ mấy tấm ảnh là đẹp rồi. Cha con giống nhau vừa lúc à. Mà anh Long anh đâu có chịu đâu. Muốn thêm vài shot nữa cho dễ chọn. Còn ông nội nhỏ thì không muốn nghỉ. Thôi được rồi. Tập trung con lại nè. Mới đó mà đã gần 9 năm rồi ha. Nhớ ngày đó mà không có ông, tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đời người có khi tan nát chỉ vì một sự cố nhỏ. Bình là món quà của Thượng Đế tặng cho ông. Ráng giữ đừng để mất. Mất là sao? Thì ví dụ như một ngày Mai Chi nói: anh ơi, Bình là con của Long đó. Tào lao điên. À, mà sao ông không đưa Binh thử ADN đi? Cần gì phải thử. Lúc đó mình với Mai Chi dính nhau như sao? Ngay cả khi mà má Mai Chi sỉ nhục đuổi đi, hai đứa còn đang quấn nhau trên giường. Tôi rất lo cho thằng Binh. Suốt đêm qua chờ ba, nó cứ lải nhải tâm sự với con chó đồ chơi. Tôi nhiều việc quá, không về sớm được. Chị cũng biết sự nghiệp của Tùng Nhân nguy hiểm như thế nào vì vụ có con hoang. Mấy buổi quay hình cấp tốc vừa rồi á là để Binh cứu nguy cho ba nó. Nếu là Binh, chị có từ chối không? Tôi không rành gì thế giới giải trí, chỉ nhắc để hai anh thận trọng thôi. Binh nó rất thần tượng ba, nên tôi mong anh Nhân á sống mực thước để không làm ảnh hưởng xấu tới con. Với lại anh nên sắp xếp thời gian để mà quan tâm tới Binh nhiều hơn nữa. Ok, tôi sẽ sắp xếp. Ăn đi. Chị biết không, sau khi chia tay Mai Chi, Tùng Nhân hận tình, sống tung hê. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng thực chất bên trong rất là dễ suy sụp. Những lời chị nói vừa rồi Tùng Nhân đau lắm. Tùng Nhân thật là may mắn khi có một người bạn tốt như anh. Chị nghĩ tôi là bạn tốt của Nhân? Còn hơn vậy. Cảm ơn chị. Bin. Dạ ba. Sao chưa thay đồ nữa, ba chở tới trường trễ rồi. Cô Thấm về quê rồi. Chú kịp giặt quần áo cho con gì hết đó.
4 bộ đồng phục luôn, gió trơn rồi. Giờ sao giờ bà? Lớn rồi mà không biết tự lo gì hết. Cô Thắm hay chuẩn bị cho con mà. Đồ có dơ lắm không? Quần đen thì dơ ít, còn áo ẹ lắm. Mặc đỡ bữa nay đi, chiều ba ghé mua cho mấy bộ mới. Hả? À, hay là con sẽ giả bộ bệnh rồi mặc áo len che cháo vô được không ba? Nóng chết. Nóng còn không mất cỏ. Con trai của ba tù nhân thì phải sạch sẽ đàng hoàng chứ. Nè. Chiều nay Trinh được về á, ghé mua thêm cho nhóc mấy bộ đồ mới. Cũng mừng à. Bộ trong mắt ông á, tôi là ông bố tệ lắm hả? Có ngon thử làm trai vài bữa đều được biết ha. Tôi không có làm thử, tôi chỉ làm thiệt. Thôi vô đi. Chào con. Con chào chú Nhân. Chiều nay ba Nhân cho Bin đi chơi. Con muốn đi học võ không? Dạ muốn. Con nhớ võ lắm, muốn đi học lại. Mà ba Nhân chưa cho nữa. Vậy thì đi với chú. Thôi, ba Nhân mà giận khó xin lỗi lắm. Sao con biết? Thì con nghĩ vậy á. Vậy bây giờ không đánh võ thì mày đánh trống. Qua đây với chú nè. Chú, cái này là cái trống hả chú? Ừ. Vậy mà con cứ tưởng nó là cái bệnh bông gì nè. Chú, bữa nào chú dạy con tập đánh này nha chú. Cái này á, chú mua tận Maroc rồi đó. Wow. Nhưng mà tại sao cái gì Bin cũng liên tưởng tới bông vậy? Con không biết nữa, chắc tại mẹ con thích chân bông. Hay bây giờ mình đi mua bông. Chú. Chú chở con đi mua quà sinh nhật cho vui đi. Hai bữa nữa là sinh nhật vui rồi đó. Đi. Ok, nhưng mà Bin muốn mua gì? Thì mua bút với lại giấy vẽ. Thì là pro luôn nha chú. Pro luôn. Là chuyên nghiệp đó. Con nghe chú với ba nói vậy hoài. Nhưng mà tại sao Bin lại muốn mua giấy với bút? Thì để vui vẻ những gì vui nhất trong nhà mở chú. Dễ thương quá. Chỗ này á bị nhâm ba lắm. Ba ơi. Con. Ba có biết đâm nút áo không ba? Áo bà mới mua tại sao đứt nút? Con không biết. Mấy cái kia cũng lung lo hết trơn rồi. Đưa ba. Dạ. Cảm ơn ba. Con biết cô Thắm để kim chỉ đâu không? Dạ biết. Con lấy sẵn rồi nè ba. Rồi. Hay quá. Chào ba. Dạ nè ba. Cầm giùm ba coi. Dạ. Ê. Nè ba. Ủa, cái kim đâu rồi? Ê, nè ba. Đó. Rồi. May không thôi chút nằm lên là nó đâm chết bà luôn. Ba. Hả? Cô Thắm dặn không có được nói chết bà. Biết rồi. Wow. Con thích ăn bánh cuốn không? Dạ thích. Con thích hết những gì ba thích. Ba không thích bánh cuốn lắm. Mà tại sợ con đói á, ba mua ngoài đầu hẻm cho lẹ. Vậy con thích hết những gì ba mua. Ba ăn đi ba. Cô Thắm nói á, khi mà mình đói, não mình sẽ bị thiếu đường. Lúc đó mình sẽ bị chóng mặt, hoa mắt, nhức. Ba, ba bị gì vậy ba? Ba. Não ba bị thiếu oxy. Thắm. Vinh. Mười. 11. 12. 13. Nhân. Con có biết mình mắc lỗi gì hay không? Không. Người luyện võ phải luôn tập trung để phản xạ nhanh và đa đòn chính xác. Rèn luyện tính tập trung sẽ giúp ích cho cuộc sống. Con hiểu chưa? Dạ hiểu. Thầy nhắc bạn Nhân, nhưng cũng là nhắc chung cho cả lớp. Các con rõ chưa?
Tiếp tục. Tôi quyết định cho Binh hấp võ. Ông tới nó sợ. Tôi thấy tận cùng thâm tâm ông rất là yêu con. Chắc chắn bộ phim đầu tiên của ông á sẽ là Gà Trống Nuôi Con đó. Ngày hôm qua không ai cạnh đâu, ngồi ngoài phố mưa rơi trên đầu, nghe tiếng ăn cô đơn đã lâu. Nhiều niềm vui đấy cũng đen rồi đi, chợt nhận ra ta đang thiếu gì, nụ cười đó chỉ là cố ý. Rồi gặp nhau thấy sao thật lạ, có quen gì đâu, sao bỗng thế gian bừng sáng. Ngồi bên nhau muốn ôm thật lâu, và muốn gần mãi cho đến khi già, và môi chợt khẽ gọi nhau là mái nhà. Ở đây có nắng, người ta từng không dám mơ và không thể ngờ. Ở đây có nắng, là khi giờ đây có nhau bên lâu mãi sau. Từ đây có nắng, cũng không dám. 48, 49, 50. Rồi, không chơi nữa đâu. Gãy chân bà rồi, tóc xuống. Hey. Mới có 50 à. Hồi nhỏ mẹ cho con xích đu lâu hơn. Cái đó là hồi nhỏ hả? Giờ ông bự chảng rồi, ông muốn tôi tắt thở tôi chết hả? Con quên là con lớn rồi. Chưa, con chưa có lớn đâu. Con, đi học bài rồi ngủ sớm đi nha. Ba còn phải đọc kịch bản nữa. Con thích coi ba đóng phim không? Dạ lắm, con thích coi ba đóng phim lắm. Con cũng thích chơi với ba nữa. Con yêu ba. Vậy rồi ai sẽ đi học, rồi ai đi làm kiếm tiền hả? Mà sao con nói là yêu? Con có biết yêu là gì không? Con không biết. Nhưng mà mẹ nói á, yêu là khi mà mình muốn ở gần ai đó hoài luôn. Yêu là khi mà ai đó kêu mình làm cái gì thì mình cũng như vậy làm theo. Ok, vậy con hiểu ba đúng không? Dạ. Vậy con phải làm theo ba. Bây giờ đi học bài rồi ngủ sớm nha. Con coi ba còn có đống việc phải làm kìa. Dạ, nhưng mà ba đừng có thức khuya quá nha. Bữa sáng dậy còn đưa con đi học nữa. Ba phải ngoan thì con mới thương. Nhìn phải ngoan thì ba mới thương. Thì đó ba. Vậy ba chở con đi biển nha ba. Con mê biển lắm. Ba cũng mê biển lắm. Maria, có thể anh mới mong nhìn rõ sự việc. Hãy nghĩ lại xem, việc ở lại với một mái nhà cùng với mẹ của mình. Anh xin lỗi. Tôi nghe có Phan Quang, bạn cũ của ông cần gặp. Xong lớp này được không? 10 phút à? Không, chuyện rất hệ trọng. Phan Quang từ Pháp mới về. Anh xin lỗi, anh đi đây chút nha. Ok. Ngọc, chuyện gì? Chào. Khỏe hả? Khỏe. Ngồi đi. Gần cả chục năm mới gặp mà vẫn trẻ măng ha. Ủa, bơ Pháp có chức năng chống lão quá hả? Giận hoài. Gọi nước đi. Cho anh cacao sữa đá nha. Ủa, Nhân làm diễn viên và MC từ khi nào vậy? Đang muốn làm ca sĩ luôn đây nè. Ồ. Từ lúc có thằng nhóc, lúc nào muốn làm việc nhiều. Nè, con trai mình với Mai Chi đó. Đã không? Cô biết mình có đi thăm Mai Chi mà. Cũng mới nhận thằng nhóc mấy tháng thôi mà giờ không có nói chịu không nổi. Thấy nó giống ai? Ủa, mà ông nhắn tôi có chuyện gì không?
Tại sao ông làm vậy? Tại sao ông lấy tóc của Bin đi cho Phan Quang? Ông cần cái gì nữa? Cần đô la của nó hả? Tôi cần sự thật. Sự thật gì? Tôi muốn Bin chắc chắn là con của ông. Bây giờ nó là con người ta rồi đó. Dưới tờ giấy này Phan Quang sẽ đưa nó đi Pháp. Ông vừa lòng ông chưa? Vừa lòng chưa? Ông bình tĩnh đi. Tôi biết giờ này ông đang rất suy sụp. Nhưng sự thật vẫn là sự thật mà. Tại sao Mai Chi lại nhẫn tâm như vậy? Không phải nhẫn tâm mà nhầm lẫn. Tôi đã hỏi Mai Chi rồi. Chi nói trong một lần giận ông, Mai Chi đã đi quá giới hạn với Phan Quang. Bây giờ nghe tin Quang bị tai nạn và mất khả năng làm cha, Chi nghĩ biết đâu Bin là con của Quang, nên khi sinh Chi đã ngờ ngợ đặt tên con có đầu là Quang, có đuôi là ông. Giả dối. Nhân, tôi nghe nói ông trả Bin với một điều kiện. Điều kiện đó là gì? Anh Quang ngồi đợi chút. Cha con họ tập võ sắp xong rồi. Long có nói trước với Nhân là tôi sẽ tới chứ? Không. Tôi muốn để anh thấy mọi thứ tự nhiên nhất. Để hy vọng của tôi sẽ thông cảm. Không. Để anh có thêm chút thông tin về con. Cha con họ vô rồi kìa. Dạ ba. Bác, bạn của ba bên Pháp mới về. Bác chào con. Chào bác đi con. Con chào bác. Bác tên là Phan Quang, có cùng chữ lót với con nữa. Sao, có muốn qua Pháp chơi với bác không? Dạ không, con còn phải đi học nữa. Bác, chừng nào mình đi tắm ba. Mùa ho con chú lét luôn rồi nè. Bin. Dạ. Để chú đưa Bin đi tắm, để ba tiếp khách. Thôi, con đợi ba. Nghe lời chú. Ngoan đi con. Dạ. Thôi ba, con đi tắm. Con đi tắm nha ba. Quang không nghĩ là Nhân dễ dàng trả của Bin như vậy. Không dễ thì làm gì? Tranh chấp giành giật chỉ làm con tổn thương. Mới từng đó tuổi đầu, nó tổn thương quá nhiều rồi. Nhân vẫn muốn thực hiện lời hứa với con. Nếu Quang giữ lời hứa với mình, đình thân yêu nơi ta có nhau, từng ngày chung mái nhà sẽ chia buồn vui ước mơ. Gia đình là nơi ta luôn có nhau, là nơi bao trái tim chưa tràn tình thương ngọt ngào. Hạnh phúc là gia đình thân yêu, hãy hứa chúng ta mãi không xa rời. Cần một điều gì đó cho ta mong chờ, điều gì đó bên nhau sẽ chỉ là chúng ta kết nối.
cho con ba dù nha ba. Đó, dù đó. Ba hứa kỳ này cho con chơi hết những gì con muốn mà. Con không sợ hả? Dạ không, con thích ở trên cao. Bộ ba mệt hả? Mắt ba đỏ ngầu rồi kìa. Đâu có, tại ba mới bơi lên. Thì hả ba? Vậy ba chung với con nha ba. Con thích ở trên cao, thấy hết mọi thứ. Thôi, con bay đi. Ba thích ngồi dưới đất để ngắm con bay xa. Đây, ba cùng Nhân là số 1. Con đi bay với mấy bạn nha ba. Chào anh Long. Ủa, anh cũng ở đây hả? Anh ở đây khi nào? Từ khi Tùng Nhân dẫn con đi, cả tuần nay tôi ở khách sạn này cùng với mọi người. Tại sao anh lại làm vậy? Thì cũng như bạn thôi. Tôi muốn quan sát những người thương yêu của mình từ xa. Tối nay tôi về Sài Gòn, sáng mai trở lại Pháp. Sao anh về sớm vậy? Anh thay đổi kế hoạch hả? Không phải là kế hoạch, mà là suy nghĩ. Tôi vẫn chưa hiểu. Cả tuần nay, khi bí mật quan sát con mình từ xa, cộng với những gì tôi đã thấy trước đó, bây giờ tôi đã thật sự hiểu. Gia đình không chỉ là huyết thống, mà còn là sự yêu thương gắn kết với những tâm hồn. Tôi tin chắc rằng Bin sẽ hạnh phúc khi ở lại đây. Nhưng Bin là con trai của anh mà. Sẽ có một ngày chúng ta cho cháu biết điều này. Còn bây giờ tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của con trai mình. Tôi đi. Nhờ anh ở lại nói với Tùng Nhân, tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy con mình hạnh phúc. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn thằng bé bay kìa. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực, ba mẹ là lá chắn che chắn suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan.